mà cái đồ này quýnh vỏ nó kỳ á, sợ luôn á. Kỳ đâu, đẹp mà. Rồi lại nha, dễ thương mà. Không có thử. Con quýnh được rồi, rồi vô học. Ê, từ tụt quần xuống xỉu. Ha ha, ha nó tụt quần xỉu. À đạp á, rồi ok ok. Đúng rồi. Giờ quýnh về phòng. Con mới quýnh qua vậy đó không phòng. Cái anh gì vừa nó đợi lắm. Cái chân này lúc này nó đang dài đúng không ạ? Đúng rồi. Má ơi. Còn mẹ không mẹ. Thôi thôi con nghĩ là thầy nên đi về đi. Con tự lính được luôn rồi đó. Xin chào mọi người. Sau khi ăn uống no nê xong thì bây giờ mình bắt đầu vào cái việc là đi tập võ. Quỷ à, thầy tôi đó suốt ngày ai cho thầy xăm cái gì đây vậy? Lâu rồi thầy cũng hỏi. Không biết rồi nhưng mà thầy xăm mấy nghĩ gì vậy? À, là thầy bị bóng phải không? thầy bên các cái đô mà thầy xăm hoa hồng. Rồi. Không, quay qua đây này chưa biết gì hết, quýnh lá hồi chết 100. Cái gì mà chết như vậy thôi, thầy thấy con đi. Đây có 5 người. Thầy nói to lên con không nghe gì chứ. Thầy có 5 người. Có 3 người, 2 các cơ. Những người đầu tiên là vừa là con đạp. À ok, cái này con đạp được nè. Mấy anh có sợ chết không? Ok, đây cái này dễ nè. Đúng rồi, chọn cái nè. Rồi đó. Đợi cái này đúng không? Búp mày hả mày? Còn cái đồ này quýnh vỏ nó kỳ dễ sợ luôn á. Kỳ đâu, đẹp mà. Rồi lại nha, dễ thương. Không có thử. Con quýnh được rồi, rồi vô học. Từ tụt quần xuống xỉu. Ha ha, ha nó tụt quần xỉu. À đạp á, rồi ok ok. Đúng rồi. Giờ quýnh về phòng. Con mới quýnh qua vậy đó không phòng. Cái anh gì vừa nó đợi lắm. Cái chân này lúc này nó đang dài đúng không ạ? Đúng rồi. Má ơi. Còn mẹ không mẹ. Thôi thôi con nghĩ là thầy nên đi về đi. Con tự lính được luôn rồi đó. Không. Thấy không biết ghê không? Thầy cái chuyện chia cho mấy cái rồi. Thầy chỉ cho thầy về mà. Thôi nha. Giỡn với thầy thôi, thầy nghĩ sao ba, thầy về. Ba người còn quýnh con nữa hả? Đúng rồi. Đã hơi căng á. Một hồi nữa là không ăn dép luôn mới ghê. Đúng rồi, vậy trong đó đừng đạp vô rộng không có nhiều thái lan nha. Chút đi về. Rồi nha. Rồi vậy xong vừa quýnh ba người trong thái số. À hai gấp đôi hai số vuông nè. Nha. Rồi, rồi ok. Vừa đá đây nè. Xin chào. Vừa đá nè. À, cái này là vừa à, cá xong quay lại về đây ông chồng có trả lại đúng rồi quay lại đúng không à, đúng. Một nè chỉnh sạc chưa con ăn tám kiếp rồi con đã gì nha thâm đá vô mặt. Có sữa mũi không? Cung cung gì đó đá chúng. Con sữa hết luôn, chỉ có tính chưa sữa thôi. Ok. Hồi nãy thầy mình mọi người biết sao không? Thầy hỏi là con đá được cái giò bẻ lái số 4 đúng không thầy? Cái con đó kêu cũng được đó nhưng mà lâu quá con chưa làm thầy nói con đẻ một lứa xong rồi cái con yếu hả? Cái gì vậy thầy? Tự nhiên thầy nói con là con đẻ một lứa xong rồi con yếu hả Trâm? Trời ơi. Thầy cho sư phụ gì đâu mà không biết con
cháu mình ơi, lấy chồng lấy ơ rồi gì chưa? Coi trên Facebook gì YouTube của Trâm gì online thấy con tôi nè thì ai biết đâu. Con anh hai con. Ai biết đâu. Rồi con hiểu cái này rồi. Không đúng không? Bạn đang vừa đạp đỏ. Đạp con đỏ là về vậy. Đúng rồi. Làm gì nhà mình đạp dúa em. Rồi cái này làm gì đây thầy? Đỡ con. Đỡ vậy hả? Đúng rồi, là mình đâu phải bà nội đâu, quýnh người ta ăn hoài. Ừ. Không phải ai ăn hoài, hiểu không? Thầy, hôm nay chắc con là bà nội đi, con quýnh ăn hoài đi. Không, cái đỡ, cái đỡ tay hả? Đỡ, bật hả? Hôm nay bật. Không, bên kia. Đỡ cái gì? Rồi lại. Lại là thắng cái này hả? Đúng không? Đạp lên con đang quýnh bạn này nè. Con đang quýnh vô một nóc. Một cái đập bên này. Đúng rồi, là con đang có trả lại con mới. Cái gì đúng không? Là con đang quýnh. Tập, là bị bạn này đạp bên. Đạp bên đây chứ, con đang bị nghiêng xuống đây mà. Con này con nghiêng quá, con nghiêng quá là chết. Một, con thích nghiêng bánh tre. Rồi ok. Ấn rồi, ấn rồi. Ít thôi, đúng rồi, vô luôn, đừng có cười. Quỷ cung. Đừng có chửi, đừng có cười, nó chửi thiệt đó. Quỷ cung, cháu quỷ cao hả? Biết cao là ai không? Cao Lận Dương nè. Rồi, quýnh hàng nha. Cái đâu phải vết thương luôn mà cầm hoài với con đau đạp cái gì trời ơi giờ đạp đâu không ông thầy không suy nghĩ trong đầu sao cô lại nó nhây dữ chưa bụng nè thấy rồi ok rồi đạp một cái nè đó hay chưa đỡ tay này hả tay kia tay này nè đúng rồi bật vô đây đúng rồi đứng lên bật vô đây đấy hả? À, lại con bị hụt xuống mới thò cái tay vô cái tay này qua đầu thấy không à vừa hấp vừa quất luôn này đúng rồi ok cho anh cho cái chỗ đá này đâu không cái đây quên rồi chết mẹ rồi về gần trăm đúng rồi về ra chút xíu nha bây giờ quýnh nào không tôi thấy tay đau quá nè không về chút xíu con đợi giờ quýnh thằng này xuống xong à thằng này vô quýnh thấy người này cuối cùng nữa hả sao quýnh dữ vậy à dậm đây không kéo qua đây có bật cái áo khoác á con nghỉ xuống khích ấp à cái này là con thua nha công an vô bắt đúng không lụm luôn công an bắt mấy anh này đâu mấy con rồi không hết Yeah. Đơn giản quá vậy, có gì mà bẻ đầu quật xuống rồi vậy? Đây, đây cái chỗ, không cái chỗ này sao này chưa tập mà? Cái gì cháu dạo này? Sao khi mà em bật vô bụng không xong đánh đây xong tới hai? Né giờ, cái này kéo xuống, hai đứa nó khum là tới thẳng bắp, không? Nè. Không phải đơn giản mà nó mạnh thôi. Tay kia. Tay ấm cái bụng. Phum. Dằn cái tay nó qua ngược lại. Ngược lại đúng rồi. Trời ơi, kéo xuống, kéo ra đúng rồi, kéo xuống. Rồi bỏ cái tay này ra, dặn xuống, dặn. Đúng rồi, mày. Không, con này nó vô bụng cái bụng chứ. Sao có con leo leo xuống dưới vậy? Đừng leo leo xuống dưới. Thầy ơi, thầy nhạy cảm quá à. Đang quay clip mà sao mà con bậy vậy được. Có nghĩa là không nói thầy đâu có nói quấn gì có nghĩa là đánh hai chỗ này nó rất là kỳ người ta thường là người ta đánh vô bụng một là ngực hay là bụng chứ mai đứng giữa này cho con đánh vô giữa hôm nay con định đánh đây cái xong cái kỳ quá cũng lại xuống thầy kêu ê thầy kỳ quá đi con lại ba phân là được vòng nổi nhớ vòng nổi ngoài này trời sao cái này vòng nguyên vòng vô trời đây đại nè đại rồi đại cho diễn viên đại đất nó diễn bị đau quá bị nắm đầu giật nóng nhau chân ra cũng qua nè đỡ rồi đấm vô ông đâu bà không biết rồi nè là cái gì không nè là cái đâm ngay đây hả đâm ngay tim mà đúng rồi tim mình chết đúng không rồi lại
qua giật một thao khó luôn tắm rồi. Ok là công an vô quéo 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 rồi bây giờ diễn viên dung nhan nè anh mày hai đứa hai kêu hai mình đi giùm em cho chăm chặt cho mình ơi mình làm lại từ đầu đi chứ đâu nhớ nổi đúng rồi thì bởi vậy vậy mày đặt giật cái này qua đồ này vậy tấn mấy đứa tập chút cắt dạ sao con đâu có đồ làm gì đâu tự mình bính anh là vô đầu tiên cầm giọng cái mạnh trong té luôn à là anh này á hả đúng rồi à đúng rồi tới nè vậy đi rồi tới ai vô mặt tay kia chạy qua đá chân bập không phải ta thế luôn dính dáng rồi em bị cái đó rồi nha rồi xong rồi về lại nè đây quay qua bên này trước em lại là coi nha rồi hai người này nhớ bài nha không hai đứa vô đây mình kỷ niệm nha Đà Lạt 100 ha anh ơi anh bớt nhắc kỷ niệm Đà Lạt được không em sợ Đà Lạt tắm rồi nha con vô con à đọc từ từ đi anh mặt anh hài quá à. Anh nhìn em anh cười hoài vậy anh lại tập trung nè xin lỗi đỡ ngàn à, đúng rồi mày hả quýnh mặt luôn rồi rồi quên bóc nè tay rồi và bỏ bài diễn viên giữ người vô của mình vô nè anh ấy vô anh này vô với anh này vô tí quá mà khai quá cái ngồi gì mà khai với trời này không phải nha cá cẩn thận nha canh chân nha rồi đứng thẳng lên con lắm chân đập mà chân ngực thi luôn thì đập mạnh luôn thôi đập mạnh làm gì con đứng bình thường vậy nè rồi ba hai con cát luôn phải cát đâu đập. Không nó không vô vô anh vô anh ok ok anh gì đó ok nhớ chưa nhớ. Rồi rồi đây đó thôi nhớ. Ok rồi lại nè rồi nhớ nhanh nha nhanh nha nhớ rồi làm nhanh vừa phải thôi vô nè chút rồi nha canh nha rồi 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 dắt vô con không thấy mặt ổng đâu luôn á xin lỗi anh rồi làm lại nè anh nè mốt có giải bao Việt Nam dẫn đi đánh một hai anh say con bây giờ con nói rồi cá dòm nha trời nằm đang gần đến xứ rồi lại cái đó nha rồi à, mình cứ đứng bình thường thôi mình đang đứng đây nè mình đang đứng đây nè khi chừng nào kêu đại ca kêu lên thì mình lên thôi anh ok anh quá chăm đạp anh đau lắm á nha rồi 3 2 1 lên đạp. Đúng rồi anh bình vô bình thường nha anh bình biết rồi anh đừng có vậy nha anh bình anh chỉ giống như là nhờ mày đạp có đi không cái đó nha rồi ba người đúng rồi cứ bình thường thôi anh đừng có chiếc khóa nha đúng rồi đúng rồi đừng có trả lại con nhớ quay đạp rồi anh phải nhìn nha ôi vẫn là đỡ này đúng không thầy bụp nè vậy à bị đạp vậy giống mà ai già đó không biết là bởi vì phải thuộc bài mới đúng bài nè mới vừa đặt ra nè rồi nhớ ok nhớ rồi nó mới lộn đỡ cái này với lại quật cái này tại vì con muốn thời gian làm gì nè tâm gì rồi hiểu không đó con nhớ ông chơi mày hả mày đúng rồi đó. Mày hả mày? Dài hả mày? Còn nữa mà chửi sớm cái gì hết trơn hả mày bảo? Đợi. Không. Này. Bảo. Bảo. Anh cứ quýnh kia nha. Không, ở đây. Bảo, Alex. Rồi. Vô. 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 Chưa quay có đạp chứ có động lực quay lại cái này nó hài lắm nè bảo quay lại
Không, 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 từ từ. Đây này, đỡ này, đỡ này. Xong rồi hổ xuống, mập vô bụng. Tụi anh đang tập bài kìa. Con đợi người ta diễn chút xíu. Con quýnh như cái máy vậy, sao ta diễn kịp. Con không cho nó diễn luôn. Không cho hỏi luôn. Ghét con gái quýnh con. Rồi, lại nha. Đây, hai cái khúc này. Lọc đại. Bơm một đỡ. Đỡ. Ừ, thấy vô bị mém rồi này nữa nha. Bơm. Mày đó mà. Thấy không rồi, thấy chưa? Diễn chậm quá à. Con ăn đạp cũng lộ bóng rồi nghỉ luôn. Luôn cái nhớ bài nha. Mình nhớ cái ông lại cái đây. Rồi quay cái. Đúng rồi là xây. Đúng rồi. Vào nha. Cái xây nó nguy hiểm quá rồi. Con bị mùn thông tin cũng canh không được. Trời ơi, ông lại cái nè. Của anh là gì ta? Đỡ nè. Đỡ nè. Đỡ nè. Bực tay, xong rồi kia thái vô tay. Ờ, lại vô nè. Đấy vô tay, 1, 2, cục xuống. Mày hả ơi. Ra nè. Mày nó ngoài thôi. Nhờ vậy mới biết là bụng thầy mình bự quá. Rồi xong, vô tập trung nha, không cần đánh nhanh nha. Lông sao, lông sao, lông sao. Bắn chung đi. Khi mà con nhớ nè, cái này hợp xuống á, hợp xuống á. Cầm đi đúng không? Lắm đi đang đập. Thấy không? Hợp cái đầu qua, hợp cái đầu qua tới đây là cái tay mình lên đây. Anh đánh con hợp cái vừa ngóc á. Đánh nó hợp đúng chưa? Yeah. Đúng rồi. Không có nhảy lên nha gì. Quýnh quá diễn bụng nó xuống.
dây đừng cười nữa. Con chọc quýnh không được á. Con phải chọc đâu. Con vừa quýnh mà con vừa thổi. Ủa, con nhỏ này nó xàm vậy mà. Ok, vậy là chú Hữu chưa nổi chưa nổi sai. Cười ra một hồi bịt khẩu trang quýnh nha. Mới thấy mặt cái nhóm trước. Rồi, đây nè. Yeah, đúng rồi. Đã rồi không? Quá trời, không cần tét luôn. Nè, tao quýnh vô cái đầu mình nữa. Kéo cái cổ áo nó mạnh, kéo chứ. Nó ngửa ra nè. Thầy cũng ngửa kìa. Tại vì của thầy nó không có nhô. À vậy thầy xin lỗi, thầy sai, thầy xin lỗi. Không, cái này là đúng sao? Này nè. Ok. Đúng rồi, à, con bỏ cái tay qua. Xé vô, đúng rồi, kéo cái áo khác xuống. Đó, đúng rồi. À, cái tay này anh có thể giữ eo em. À, ai chỉ giữ eo em, bạn hả? Bạn, buông ra là được rồi, chỉ có thể chỉ giữ eo được. Đây, qua là học, gỡ lên là cái tay nó vậy thôi, đang vậy nè. Tay mình cầm chứ nè. Mình khóa tay nó rồi. Đúng rồi, tao ghi dịnh vô đây. Ê ơi, cho tôi quýnh bạn một miếng nha. Lại một lần lại nữa thì ông ấy nên là xong rồi. Đúng rồi, cái nghỉ á. Hai ba nó giúp em cái nghỉ nè. Không đi. Thôi rồi, họ đi lại đốt nhang rồi, nó mới đá con cái lại đốt nhang rồi kìa. Ôm cái nữa nha. 3 2 1 ai sạch vậy. Lại quên. Cao lên nha. Mặt cũng chạy rồi. Ngực cũng được đó. Nói chung là mình giỡn thôi chứ ngồi thật ra tập là phải đàng hoàng một tí chứ không rồi. Nên là tại vì không khí ở đây rất là nặng nề mọi người hiểu không? Mình là cái đứa hay ngay nữa mà gặp sư phụ mình nó cũng ngay dữ lắm. Hai thầy trò là tao nói là vô tập là 3 ngày chưa ra một bài đó giỡn không à. Gặp thầy lại nghi trang à. Nói chung là vậy. Nói chung là cảm ơn thầy rất là nhiều nên hỗ trợ mình. Tuy là cái bài đánh nó đơn giản thôi nhưng mà nếu mà mình không chịu tập á thì chắc chắn là khi vô quay mình sẽ không bao giờ làm được. Hoặc là mình chỉ cần quên bài một cái thôi là dễ bị ăn đập, ăn giọng rồi này kia rồi sức mỏ rồi. Mấy thằng đạo rồi kia bay hết. Đang tiền đạo rồi. Dạ. Con nói là sửa hết rồi. Sửa nè, tóc con cấy nè, cắt mí nè, nối lông mi nè. À, đi xăm chân mày nè, sửa mũi nè, sửa môi nè, làm cầm nè, cắt cột hai bên má nè, làm này nè, rồi xuống bỏ đi, bỏ đi, độn mông nè, xong rồi chân rồi con kéo dài chân nè, chỉ có cái kính chưa sửa rồi. Điện thoại bảo. Hay. Thương hiệu của thầy mình nè. Cắt cả đơ. Nói hồi chụp hình Action team. Action hả? Xóm đi chứ Action team này, đây Action team nè. Thầy da ăn gì mà mới đây lên ký vậy thầy? Ủa mà thầy cắt cái đôi sao da trắng vậy thầy? Không có xô làm á. Dạ. Ở nhà không ai kêu á, nên đã xong trắng. Vô chụp hình thầy. Thôi thôi, thiếu gì đó. Ở nhà ăn không có ai kêu thôi. Mặt. Mà nghe nói thầy bị bóng đúng không? Ủa trước đây tại con tập cái bài gậy á nhớ không? Bài đó cũng đẹp mà, đẹp như cái gậy không phải nhược không? Rồi mấy ba giả. Để mà cái cảnh này là một trong những cảnh rất là khó của phim. Dường như là gần 20 diễn viên trong một cái cảnh này cho nên rất là khó và hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ. Bộ phim Về Nhà Ăn Tết của Trâm xin chào và hẹn gặp lại, nhớ đăng ký kênh rồi Trâm official.
Mày ngập.